Thưa quý vị, các bạn, thời gian qua thì việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động luôn được chính quyền các cấp và liên đoàn lao động đặc biệt quan tâm, và thông qua đó thì cũng có nhiều chính sách hỗ trợ để nâng cao đời sống cũng như là khả năng của người lao động. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng là việc nâng cao năng lực cho công nhân mới chính là điều cốt lõi, là bởi vì không ai bảo vệ tốt cho người công nhân bằng chính bản thân họ. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi thực hiện chương trình Chuyện hôm nay kỳ này. Đến tham dự chương trình xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Quỳnh Bá Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Thanh Nhân, Trưởng phòng Việc làm Tiền lương Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Lời đầu tiên xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chúng tôi muốn được mời cả hai vị khách mời cùng quý khán giả theo dõi ghi nhận sau đây. Vĩnh Long là một tỉnh nông nghiệp. Gần 70% công nhân lao động sống ở vùng nông thôn, có nguồn gốc từ nông dân. Trình độ chuyên môn thấp, chủ yếu là lao động phổ thông. Để cải thiện trình độ lao động, những năm gần đây, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề cho người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, số lao động qua đào tạo nghề và có kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện nay vẫn còn thấp. Theo thống kê, tỷ lệ người lao động kể cả công chức, viên chức và có trình độ chuyên môn kỹ thuật cuối năm 2014 đạt trên 47%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt hơn 30%. Ngoài ra, còn có tình trạng người lao động dù đã được đào tạo nghề nhưng khi tiếp cận với công việc thực tế thì vẫn gặp khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu. Đối với công nhân lao động trong lĩnh vực may mặc, giày da, để trở thành công nhân lao động, chị em không cần có bằng cấp và qua đào tạo nghề. Thường doanh nghiệp nhận vào làm tự đào tạo trong thời gian ngắn rồi đưa xuống làm việc tại dây chuyền theo cách cầm tay chỉ việc. Do vậy, tay nghề và kỹ năng lao động có phần hạn chế. Qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta lại có một cái thắc mắc, đó chính là thời gian qua thì mặc dù là công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh của chúng ta thì đã có nhiều cái nỗ lực, nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng là dường như là cái tay nghề của người lao động thì vẫn chưa được đạt được cái nâng cao giống như là chúng ta có mong muốn, thì có đúng hay không thưa ông Nguyễn Thanh Nhân? Nhìn tổng thể thì điều này nó đúng. Tuy nhiên, chúng ta phân tích ra đối với lại những cái doanh nghiệp của nhà nước hoặc là doanh nghiệp cổ phần có vốn của nhà nước thì cái tay nghề của công nhân lao động trong đó đạt trình độ rất là cao. Thường thì đa phần cái công nhân lao động đó đạt từ trung cấp rồi cao đẳng tới đại học. Những cái doanh nghiệp ngoài nhà nước thì đa phần cái người lao động trong doanh nghiệp đó thì đạt cái trình độ tay nghề rất là thấp. Thường thì đa phần họ chỉ đạt ở trình độ là sơ cấp nghề là chính. Thì như chúng ta biết là hiện nay là các doanh nghiệp ngoài nhà nước thì tuyển lao động một lượng rất là lớn, lao động gọi là lao động phổ thông, lao động chưa có tay nghề. Doanh nghiệp tuyển xong về đào tạo người lao động ở một cái khâu công việc nhất định và bố trí người lao động làm ngay cái công việc đó. Chính vì việc đào tạo người lao động ở một cái khâu và bố trí người lao động làm ở một cái công việc nhất định mà không có thông qua bài bản, vì vậy cái kỹ năng, cái trình độ người lao động cũng chưa có được nâng cao. Và những cái hiểu biết cơ bản về cái kiến thức như là kiến thức về an toàn, về lao động, về bảo hộ lao động thì người lao động cũng chưa có chuẩn. Về cái khả năng và cái năng lực của người lao động hiện nay vẫn còn hạn chế như thế thì chúng tôi muốn được mời ông Quỳnh Bá Long phân tích thêm là cái nguyên nhân vì sao vẫn còn cái thực trạng như thế ạ. Cái nguyên nhân mà cái khả năng người lao động của còn hạn chế đó là thứ nhất là do cái đội ngũ công nhân lao động trong các cái khu tiến công nghiệp là xuất phát từ cái lao động phổ thông. Cho nên đó thì cái chưa qua đào tạo trường lớp. Do vậy mà cái năng lực cũng như cái khả năng lao động còn hạn chế. Một cái nguyên nhân thứ hai nữa đó thì do cái chủ quan của người lao động. Thì những công nhân này thường là đi vào cái thực hiện cái công việc thì người ta chỉ nghĩ về cái công việc làm và làm hoàn thành cái nhiệm vụ đó mà thôi. Là ít có nghĩ đến cái việc học tập nâng cao trình độ. Vì thế mà không phát huy được cái năng lực cũng như cái khả năng lao động của công nhân ở trong các cái khu hoặc là các cái tuyến công nghiệp.
Lâu nay khi mà nhắc về cái đội ngũ nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như là ở tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng thì người ta thường hay nói là cái đội ngũ công nhân thì cái tác phong công nghiệp vẫn còn chưa có đạt theo cái yêu cầu. Và như mà ông Quỳnh Bá Long vừa nói thì rõ ràng là cái ý thức chủ quan của người lao động là một điều hết sức là quan trọng, khiến cho cái tay nghề của họ chưa được nâng cao, khiến cho cái năng lực của họ còn hạn chế. Như vậy thì bản thân người lao động thì cần phải phấn đấu như thế nào thưa ông? Vấn đề trước tiên là cũng phải cần có cái nhận thức về cái mục đích, tầm quan trọng của cái việc nâng cao trình độ, để ở trên cơ sở đó mà có cái sự rèn luyện, phấn đấu học tập. Vấn đề này chúng ta cũng cần hiểu rằng là việc học tập nâng cao trình độ là để rồi nâng cao cái chất lượng lao động. Nó cũng đồng nghĩa đến cái việc mà nâng cao chất lượng lao động thì nâng cao cái năng suất lao động, thì cái thu nhập, cái hiệu quả lao động sẽ cao hơn. Thì có như thế thì mới là có tạo một cái động lực để cho người lao động phấn đấu rèn luyện vươn lên. Cái vấn đề thứ hai là cái việc mà ngoài cái việc đó thì đối với cái trong các cái công đoàn cũng phải cần là quan tâm đẩy mạnh các cái phong trào thi đua, là học tập, lao động sáng tạo, để rồi nâng cao cái trình độ của cái người lao động. Bên cạnh cái vấn đề là cái bản thân người lao động phải cố gắng nhiều hơn nữa, thì cái yếu tố chính để cho người lao động có thể nâng cao năng lực tay nghề cũng như là kỹ năng lao động để có thể thích ứng với môi trường làm việc tốt hơn á, thì chắc có lẽ chúng tôi nghĩ là chúng ta cần có những cái giải pháp cụ thể. Thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Thanh Nhân. Để nâng cao cái tay nghề cho người lao động thì về tỉnh, hiện nay là tỉnh đã có trên 30 cái cơ sở nghề, trong đó có những cái cơ sở dạy nghề với chất lượng cao như là các trường đại học, rồi trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, mở những cái ngành nghề đào tạo đa ngành nghề và đa dạng. Thì người lao động, bên cạnh đó người lao động phải tự người lao động phải tìm hiểu cái thông tin về đào tạo nghề, thông tin về việc làm để chọn lựa cho mình một cái nghề nghiệp trước khi mà chúng ta tham gia vào thị trường lao động. Như anh Quỳnh Bá Long có nói là nếu mà người lao động người ta có một cái tay nghề vững vàng thì người ta sẽ tham gia thị trường lao động là rất là nhanh, và đồng thời có việc làm rất là bền vững và cái mức thu nhập ổn định. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái hướng tới thì cái việc mà nâng cao cái đội ngũ giáo viên dạy nghề rồi nâng cao chất lượng dạy nghề là việc của chính phủ, và hiện nay tỉnh chúng ta là đang thực hiện cái công việc này. Và để nâng cao chất lượng dạy nghề thì và đồng thời là việc dạy lý thuyết là gắn liền với thực tiễn cũng đã được đưa vào các trường nghề. Việc dạy nghề cũng hướng tới cái thị trường lao động và dạy nghề theo đơn đặt hàng của thị trường. Bên cạnh những cái giải pháp mà ông Nguyễn Thanh Nhân vừa chia sẻ thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của ông Quỳnh Bá Long. Ông có đồng ý là đây là những cái giải pháp cần phải làm ngay hay không ạ? Anh Nhân cũng đã trình bày, tôi cũng đồng tình. Thì muốn phải có một cái nâng cao cái trình độ người lao động thì trước tiên bản thân người lao động phải phấn đấu. Sau đó thì các cái tổ chức là dạy nghề rồi công đoàn này kia là mang tính chất hỗ trợ, hướng dẫn. Dạ, và ngoài ra thì về phía Liên đoàn Lao động thì chúng ta có giải pháp gì để hỗ trợ cho người lao động có thể nâng cao hơn nữa? Đối với Liên đoàn Lao động thì đã có cái chương trình là nâng cao cái trình độ khả năng nghề nghiệp cho người lao động để thực hiện cái nghị quyết của Liên đoàn. Qua đó thì sẽ đã có cái quy chế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng như là quy chế phối hợp với Sở Giáo dục để thực hiện cái chương trình này. Một cái vấn đề nữa thì Liên đoàn Lao động sẽ tuyên truyền quán triệt để rồi thực hiện tốt cái nghị quyết 20 về xây dựng giai cấp công nhân. Qua đó sẽ góp phần thực hiện đạt những cái mục tiêu nâng cao cái trình độ tay nghề của người lao động, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Xin được cảm ơn ông Quỳnh Bá Long rất là nhiều. Và thưa quý vị, các bạn, như là chúng ta vừa trao đổi thì rõ ràng là trên thực tế thì tay nghề của người lao động vẫn còn nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Và có một điều mà chúng tôi nhận thấy là ngoài hạn chế về tay nghề, về khả năng thích ứng với môi trường làm việc thì người lao động còn có một sự hạn chế về kiến thức pháp luật cũng như là hạn chế về khả năng tạo nên cái mối ứng xử với môi trường làm việc xung quanh, với các mối quan hệ tại nơi mình làm việc. Và tiếp nối chương trình thì chúng ta
sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây để hiểu rõ hơn về điều này. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa chủ sử dụng lao động và người lao động là mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến. Trong đó, các ngành chức năng và các cấp công đoàn cũng tập trung nhiều giải pháp để nâng cao kiến thức pháp luật và khả năng ứng xử trong mối quan hệ lao động của công nhân lao động. Tuy nhiên, mặc dù các ngành chức năng đã có nhiều cố gắng, nhưng xem ra tình hình chung của công nhân lao động hiện nay là họ chưa am hiểu nhiều về kiến thức pháp luật, đặc biệt là đối với luật lao động. Từ đó dẫn đến một hệ quả là khi chủ sử dụng lao động không thực hiện đúng nghĩa vụ với người lao động, cụ thể như việc trốn đóng bảo hiểm hay tổ chức làm thêm giờ không đúng quy định, trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, thì họ cũng không biết cách bảo vệ quyền lợi cho mình. Cũng do thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý mối quan hệ lao động, nên khi đấu tranh đòi quyền lợi lại không đảm bảo đúng các trình tự pháp luật. Kết quả là thiệt thòi vẫn thuộc về người lao động. Qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta lại đặt ra thêm một vấn đề nữa về những cái hạn chế của người lao động của lực lượng công nhân hiện nay, đó chính là cái khả năng tìm hiểu về kiến thức pháp luật, cái khả năng hiểu về cái pháp luật của họ hiện nay để mà họ có thể tự bảo vệ chính mình trong cái vấn đề lao động. Chúng tôi được biết là trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động cũng đã tổ chức khá nhiều các cái hoạt động để mà giúp cho người lao động có thể nâng cao các kiến thức về pháp luật, nhưng mà kết quả có đạt được như mong muốn hay chưa ạ? Ở trong cái phạm vi lĩnh vực ở trong cái quốc doanh đó, thì cái thời gian điều kiện tuyên truyền thì nó thuận lợi hơn. Còn đối với khu vực ngoài quốc doanh, trong các cái doanh nghiệp mà nhất các cái trong doanh nghiệp, trong các cái công ty ở các cái khu công nghiệp thì cũng chưa đạt được theo cái mong muốn. Qua đó thì chúng tôi thấy rằng về để mà thực hiện tốt cái việc tuyên truyền pháp luật, tạo điều kiện cho cái người lao động nói chung hiểu chủ trương chính sách pháp luật, thì thời gian tới thì cũng phải cần là tập trung một số cái vấn đề cơ bản như sau. Thứ nhất là tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật với nhiều cái hình thức, ví dụ như là tuyên truyền miệng, rồi tuyên truyền bằng tờ gấp, rồi tuyên truyền bằng cái hệ thống thông tin nội bộ, để rồi làm sao cho cái đối tượng tuyên truyền là tiếp cận được những cái thông tin cần thiết, mà nhất là các cái kiến thức pháp luật có liên quan đến người lao động, để người lao động hiểu và thực hiện đúng cho nó tốt. Cái vấn đề thứ hai là cần là quan tâm tập huấn cái kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ là cán bộ làm công tác tuyên truyền, mà nhất là đối với trong cái hệ thống công đoàn thì cái đối với cái cán bộ công đoàn cơ sở, để có một cái kỹ năng truyền đạt để người tuyên truyền cho nó tốt. Người lao động thiếu kiến thức về pháp luật thì là một cái rào cản rất là lớn để mà cho họ có thể phát triển hơn nữa trong cái việc làm, trong cái đời sống, và họ có thể tự bảo vệ chính họ nữa. Thì theo ông Nguyễn Thanh Nhân thì chúng ta có một cái cách gì để họ có thể mình có thể giải được cái bài toán về cái kiến thức pháp luật cho người lao động hay không ạ? Dạ. Tăng cường cái công tác tuyên truyền, đổi mới cái hình thức tuyên truyền cho nó phù hợp với cái điều kiện của người lao động, ví dụ như đối tượng lao động và điều kiện đối tượng, rồi phạm vi của người lao động, tức là ứng với đối tượng nào thì chúng ta sẽ có những hình thức tuyên truyền như thế nào cho nó phù hợp cho người lao động dễ tiếp cận. Đồng thời chúng ta phải nâng cao cái trình độ đội ngũ tuyên truyền viên, đội ngũ báo cáo viên, làm cho người lao động người ta thích nghe tuyên truyền và muốn tìm hiểu chính sách pháp luật. Thì khi họ muốn tìm hiểu chính sách pháp luật thì họ sẽ tự tìm hiểu bằng nhiều cái phương tiện, bằng nhiều cái cách, và họ khi mà họ đã hiểu chính sách pháp luật rồi thì họ sẽ có cái ứng xử nó phù hợp. Cái bên cạnh đó là cái việc tuyên truyền chính sách pháp luật cho người lao động, chúng ta cũng dần dà chúng ta sẽ đưa vào các cái lớp đào tạo, nhất là các lớp đào tạo nghề, để vừa người lao động vừa được học nghề, vừa được trang bị những cái kiến thức pháp luật cơ bản nhất, để khi họ tham gia thị trường lao động họ không bị bỡ ngỡ. Là tổ chức đại diện cho bên dịch về quyền lợi cũng như là bảo vệ quyền lợi của người lao động, thì chắc có lẽ ông Huỳnh Bá Long chắc cũng có muốn ý kiến chia sẻ thêm về cái yếu tố này để mà cải thiện cái kiến thức pháp luật cho người lao động. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh những giải pháp như thế nào thưa ông? Việc mà tuyên truyền là pháp luật đối với người lao động là rất cần thiết. Và đứng về phía tổ chức công đoàn thì cũng rất là quan tâm. Phải xem đây là một cái nội dung, một cái hoạt động cơ bản của tổ chức công đoàn. Bởi vì là muốn xây dựng được cái quan hệ lao động hài hòa thì cái sự hài hòa là cái sự đồng thuận, mà sự muốn được đồng thuận thì phải là công nhân lao động phải hiểu đồng thuận trên cơ sở pháp luật,
Đồng thuận trên cơ sở pháp luật thì người lao động cũng như người sử dụng lao động cũng phải am hiểu pháp luật thì mới tạo sự đồng thuận ngay chỗ cái điểm là đồng thuận trên cơ sở pháp luật. Nếu mà cái sự kết hợp này giữa chủ sử dụng người lao động và người lao động không được hài hòa thì cái vấn đề này cũng sẽ không được giải quyết tốt hơn. Thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Thanh Nhân như thế nào? Bên cạnh cái tính năng tuyên truyền thì cái công tác tăng cường và đẩy mạnh cái công tác kiểm tra về thực hiện cái chính sách pháp luật, nhất là pháp luật về lao động là một điều rất là cần thiết. Và hiện nay thì chúng ta biết là chính phủ đã ra nghị định số 95 là quy định về những hành vi mà vi phạm trong cái lĩnh vực lao động, rồi lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cái nghị định 95 này thì mở rộng, thứ nhất là mở rộng cái quyền của các mà đơn vị tham gia xử phạt đến cấp huyện và cấp xã, rồi nâng cao cái mức xử phạt của những người mà vi phạm, kể cả người lao động vi phạm pháp luật về lao động. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là hiện nay là sở cũng tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra cùng với các ngành, các cấp là hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ những cái quy định về pháp luật, nhất là về pháp luật lao động, và đồng thời cũng sẽ cương quyết là xử lý phù hợp với quy định nếu những cái đơn vị mà cố tình vi phạm. Tháng công nhân năm 2015 này được thực hiện với chủ đề là hướng về cơ sở, công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và vì việc nâng cao đời sống cho người lao động. Thì cái mục tiêu cuối cùng cũng chính là để có thể giúp cho người lao động có thể nâng cao năng lực cũng như là nâng cao hơn nữa đời sống của mình. Thì chúng tôi muốn được hỏi ông Quỳnh Bá Long là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện tháng hành động này như thế nào? Với cái chủ đề đó thì Liên đoàn Lao động đã triển khai nhiều cái hoạt động. Thứ nhất đó là hoạt động thăm viếng cái công nhân lao động bị tai nạn lao động và cái bệnh hiểm nghèo. Đồng thời thì cũng tập trung là vận động quỹ tấm lòng vàng để xây dựng cái mái ấm công đoàn cho cái đối tượng công nhân có gặp khó khăn về nhà ở. Cái thứ hai là thực hiện giám sát những cái việc thực hiện cái chính sách pháp luật đối với người lao động, về cái xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp. Cái thứ ba là cái đó là cái hoạt động tuyên truyền pháp luật, thì đối với những cái, nhất là những cái pháp luật liên quan đến cái người lao động như là luật lao động và luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, luật công đoàn vân vân. Cái hoạt động thứ tư là thành lập công đoàn cơ sở để có những cái điều kiện chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động tốt hơn. Thưa quý vị, các bạn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của toàn thể hệ thống chính trị, của mỗi người dân và của toàn xã hội. Và khi mà chúng ta thực hiện được điều này thì cũng là góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, cũng như là nâng cao hơn nữa đời sống cho người lao động, nâng cao hơn nữa năng lực cho người lao động như là mục tiêu đã đề ra. Và đến đây thì chương trình Chuyện hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.